Messi của đội tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin đã viết tâm thư bằng tiếng Việt để xin lỗi Đoàn Văn Hậu và toàn thể cổ động viên Việt Nam. Sau phát ngôn gây sốc liên quan đến vụ em út của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu đã bị Thitiban Buanchan vả thẳng vào mặt, thì Chanathip đã buộc phải đăng đàn để xin lỗi người yêu bóng đá Việt Nam. Cụ thể thì Chanathip Songkrasin đã viết trên trang fanpage của mình như sau: "Tát vào đầu nó luôn, ha ha." Đây là dòng trạng thái mà Chanathip Songkrasin đã chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình sau khi đồng hương của anh là Thitiban Buanchan vả thẳng vào mặt Đoàn Văn Hậu, dù trang cầu thủ trẻ tuổi của đội tuyển Việt Nam chỉ cố gắng can ngăn một pha xô xát đã diễn ra trên sân. Với một phát biểu cực trẩu của Chanathip Songkrasin đã khiến một bộ phận không nhỏ cổ động viên Việt Nam tìm đến trang cá nhân của anh để mạt sát anh. Ngay cả Nguyễn Quỳnh Anh là bạn gái của trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng lao vào mắng tiền vệ được mệnh danh là Lionel Messi của Thái Lan. Là một cầu thủ chuyên nghiệp thì hành động của Chanathip như trên là thật sự khó chấp nhận. Và sau khi hứng đủ mọi loại gạch đá đến từ cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Thái Lan thì anh đã phải đăng đàn để xin lỗi. Trên trang cá nhân của mình thì Chanathip Songkrasin đã gửi một bức tâm thư đến cổ động viên Việt Nam với mong muốn là xoa dịu tình hình. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam vì những hành động mà bản thân đã gây ra, Chanathip viết. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả cổ động viên Việt Nam về những gì tôi đã nói. Đây thật sự là lỗi lầm của tôi và tôi thành thật cảm thấy có lỗi về những gì mình đã làm. Và chỉ sau hơn 10 phút thì bài đăng của Chanathip đã thu về 1.000 lượt tương tác, bao gồm những bình luận có nội dung là sẵn sàng tha thứ cho anh đến từ các cổ động viên Việt Nam lẫn Thái Lan. Ngoài việc phải xin lỗi Đoàn Văn Hậu và cổ động viên Việt Nam, thì Chanathip cũng thể hiện mong muốn là hai đội tuyển từ giờ về sau sẽ ngưng việc đối đầu phi thể thao trên sân và hướng đến một nền bóng đá Đông Nam Á phát triển hơn trong tương lai. Trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội tuyển Việt Nam thuộc vòng bán kết của King Cup năm nay, thì Chanathip Songkrasin đã không thể ra sân vì dính chấn thương. Trong khi đó thì báo chí Thái Lan nói cầu thủ đá vào háng của Công Phượng đáng phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Tình huống phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Barca Heribon đối với Công Phượng trong trận chạm trán ở King Cup năm nay đã nhận phải rất nhiều chỉ trích đến từ truyền thông Thái Lan và cổ động viên Việt Nam. Trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại King Cup năm nay, thì khán giả đã chứng kiến nhiều tình huống va chạm mạnh khiến các cầu thủ của cả hai bên phải nằm sân trong đau đớn. Một trong những pha bóng phải nhận phản ứng dữ dội đến từ các cổ động viên Việt Nam là pha phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Barca Heribon đối với Công Phượng. Cầu thủ vừa vào sân từ băng ghế dự bị thay cho tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Ở phút thứ 75 của trận đấu thì cầu thủ số 6 bên phía đội chủ nhà đã có tình huống truy cản chân sút của đội tuyển Việt Nam. Việc Công Phượng ngã ra sân trong đau đớn đã khiến Quang Hải cùng đồng đội không giữ được bình tĩnh và lao vào đối phương để đòi lại công bằng cho tiền đạo gốc Đô Lương. Sau tình huống này thì trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Barca. Tuy nhiên, từ băng quay chậm và hình ảnh của các phóng viên chụp lại được ở trên sân đã cho thấy đây là một pha phạm lỗi ác ý, thô bạo khi Barca đá vào háng, còn tay thì tát thẳng vào mặt Công Phượng. Trên trang Champs Blog của Thái Lan sau đó cũng đưa tin về việc cầu thủ Barca Heribon có lẽ phải bị truất quyền thi đấu sau khi tình huống anh chơi xấu này. Gần ở cuối trận đấu thì Barca Heribon đã có pha lên gối đối với Nguyễn Công Phượng. Ngay cả khi phải nhận thẻ vàng thì hậu vệ của đội tuyển Thái Lan được cho là xứng đáng phải bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi nguy hiểm nếu như công nghệ VAR được áp dụng trong trận đấu này, tờ thể thao hàng đầu của Thái Lan viết. Trên sân khi quyết định rút thẻ vàng của trọng tài đã khiến nhiều cầu thủ Việt Nam không hài lòng. Trong đó thì đội trưởng Quế Ngọc Hải đã phản ứng dữ dội và cho rằng đáng lẽ đó phải là một thẻ đỏ. Ngoài Barca Heribon thì cầu thủ Thái Lan khác cũng vấp phải sự chỉ trích kịch liệt đến từ phía cổ động viên của đội khách. Đó là tiền vệ Thitiban Buanchan khi có không ít lần phạm lỗi thô bạo đối với Đoàn Văn Hậu. Và tiền vệ đang chơi ở Silis đã bị người hâm mộ bóng đá Việt Nam tấn công ồ ạt trên trang cá nhân. Đến khi kết thúc trận đấu thì Thitiban đã buộc phải thiết lập mọi thông tin trên trang mạng xã hội cá nhân của mình về chế độ riêng tư nhằm tránh những gạch đá đến từ Việt Nam. Ngoài ra thì cầu thủ Barca Heribon của đội tuyển Thái Lan đang bị truyền thông xứ sở chùa vàng lên án dữ dội vì pha bỏ bóng đá người với tiền đạo Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Việt Nam. Ở trận gặp đội tuyển Việt Nam thì dù rất nỗ lực, thậm chí là thi đấu có phần quyết liệt trên mức cần thiết, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn không thể vượt qua được thầy trò ông Park Hang-seo. Sai lầm của thủ môn Kevin ở phút cuối cùng của trận đấu đã khiến Thái Lan chấp nhận thất bại 0-1 và phải chơi trận tranh hạng ba để nhường quyền đá trận chung kết cho đội tuyển Việt Nam. Trong suốt 9 phút trên sân, ấn tượng mà đội tuyển Thái Lan để lại cho người xem chỉ là những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết của các cầu thủ Thái Lan.
Trong đó thì pha bỏ bóng đá người của hậu vệ Barca Heribon đối với Công Phượng được coi như là tình huống phản ánh rõ ràng nhất bộ mặt của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này. Và mới đây nhất thì chính báo chí Thái Lan cũng đã lên tiếng chỉ trích hậu vệ này. Họ cho rằng Barca Heribon đang chơi một thứ bóng đá xấu xí và không đúng với bản sắc của đội tuyển Thái Lan. Cụ thể thì tờ Sam Sport đã viết như sau: đội tuyển Thái Lan vừa đới thua trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-1. Trong suốt 90 phút của trận đấu thì đội bóng của chúng ta đã chơi một thứ bóng đá máu lửa nhưng trên mức cần thiết. Điều này đã để lại ấn tượng xấu về bóng đá Thái Lan trong mắt người hâm mộ trong và ngoài nước. Barca Heribon, người có pha bóng quyết liệt với Công Phượng, xứng đáng là cầu thủ chịu nhiều chỉ trích nhất. Và với tinh thần bóng đá Thái Lan từ xưa đến nay thì tình huống này là điểm trừ trong mắt người hâm mộ trong nước. Bên cạnh đó thì tờ Sun Sport còn cho rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên có những biện pháp kỷ luật cứng rắn với các cầu thủ để tránh tình trạng nóng quá mức cần thiết như trường hợp của Barca Heribon. Bóng đá Thái Lan đang đi xuống, đó là một thực tế. Tuy nhiên, chúng ta không nên vì thế mà đánh mất bản sắc của riêng mình. Xây dựng một lối đá đẹp đã khó, giữ nó lại là điều quan trọng hơn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên có những biện pháp cảnh cáo đối với các cầu thủ để tránh những hành vi không đẹp trên sân. Chúng ta không thể thua đội tuyển Việt Nam về cả tỷ số lẫn lối chơi như thế này được. Thất bại này thực sự sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Liên đoàn bóng đá Thái Lan về cách làm bóng đá trong thời gian tới. Tờ báo này nhấn mạnh, sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam, thì đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ trong trận tranh hạng 3 của King Cup năm nay diễn ra vào ngày 8 tháng 6. Và cũng trong ngày 8 tháng 6 thì thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển Curaçao để tranh chức vô địch.